Bây giờ là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Tin cập nhật từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, trong ngày hôm nay 19 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh có thêm 497 ca mắc mới, giảm 49 ca so với ngày hôm qua. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 17.080 ca. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch đến nay. Đức Hòa 6.921 ca, Cần Giuộc 3.730 ca, Bến Lức 3.032 ca, Cần Đức 1.215 ca, thành phố Tân An 931 ca, Thủ Thừa 332 ca, Châu Thành 270 ca, thị xã Kiến Tường 153 ca, Vĩnh Hưng 122 ca, Tân Trụ 93 ca, Tân Thạnh 75 ca, Tân Hưng 65 ca, Thạnh Hóa 49 ca, Đức Huệ 47 ca, Mộc Hóa 14 ca. Về tình hình điều trị, hôm nay có thêm 749 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi từ đầu dịch lên 6.450 người. Trong ngày hôm nay, toàn tỉnh cũng ghi nhận thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 207 ca. Có 5 địa phương không có ca phát sinh trong ngày, đó là Vĩnh Hưng, Tân Trụ, Tân Thạnh, Tân Hưng và Mộc Hóa.